Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày được Thiên Nữ Maria sinh hạ đến cứu thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại cao tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện cầu cầu ngay, vì chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sự sống vĩnh cửu, là Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn phương muôn đời. Bài chức sắc dân số, Đức Chúa bán với ông Mô-xê, hãy nói với Aaron và các con nó rằng, khi chúc lành cho ông cái Israel, anh em hãy nói thế này, nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dù lòng thương anh em, nguyện Đức Chúa nghe mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Thiên Chúa.
Khi ấy các người trên trên hối hả đi đến Bethlehem, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong màn cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người trên trên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩ là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Chúng ta vừa được nghe tin mừng Thánh Luca thuật lại sau ngày sinh 8 ngày, Đức Mẹ đã đưa con lên đền thờ và để đặt tên cho con trẻ. Tên này đã được sứ thần đặt tên trước. Chúa Giêsu được dẫn vào đền thờ, chịu phép cắt bì và đúng theo luật thì phải dâng con mình cho Thiên Chúa. Dẫu rằng là Thiên Chúa, nhưng Đức Maria đã biết điều này và Đức Mẹ vẫn phải tuân hành theo luật thời lúc đó. Dù rằng mẹ chẳng hề phạm tội. Theo luật lúc đó thì có hai ý nghĩa khi dâng mình trong đền thờ. Thứ nhất là thực hiện theo luật và thứ hai là việc tẩy uế của người mẹ sau khi sinh. Nhưng đối với Đức Maria không hề phạm tội, không hề mắc tội, vẫn còn chính nghĩa. Còn Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhưng vẫn thi hành luật bấy giờ. Đức Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, con người thì không thể. Con người thì không thể sinh ra được Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa tự nguyện làm con người nhờ Đức Maria đã trở thành mẹ Thiên Chúa, sinh ra Chúa Giêsu. Đức Mẹ sinh ra một nhân loại mới để cứu nhân loại cũ do bà Eva đã sinh ra, đã hư hỏng vì tội lỗi. Đức Mẹ sinh ra nhân loại mới vì do bà Eva sinh ra nhân loại cũ. Nhân loại cũ được sinh ra từ đất thấp, còn Thiên Chúa muốn nâng con người lên cao, nhưng đất thấp lôi kéo con người chìm xuống. Vì thế con người đã từ địa vị con cái rơi xuống thân phận nô lệ. Chẳng là Đức Mẹ sinh ra một nhân loại mới. Nhân loại mới sinh xuống từ trời cao do chính Chúa Giêsu là Adam mới từ trời hạ xuống để nâng con người lên. Thiên Chúa đã
đã xuống thế làm con người để con người trở thành con của Thiên Chúa, để giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ, phục hồi biển biển làm con Thiên Chúa. Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu do lời chúc phúc. Bà Maria sinh con do lời chúc dư. Vì sau khi bà phạm tội, thì Thiên Chúa chúc dư cho bà: ngươi phải mang nặng đè đau, phải với đất nhặt cỏ mà ăn. Vì sau khi ông bà phạm tội nguyên tội thì phải lãnh lấy hậu quả như vậy. Thiên Chúa đã tuyên án cho bà ấy: ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Trái lại, Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu do lời chúc phúc như lời thiên sứ: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng. Còn bà Ma và Elizabeth thì nói: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con đang cưu mang cũng được chúc phúc. Đức Mẹ sinh con bởi quyền phép Đức Chúa Thánh Thần. Bà Eva sinh con do xác thịt, như lời Thiên Chúa nói: ngươi sẽ thèm buồn chồng ngươi, sách Sáng Thế chương 1 câu 16. Trái lại, Đức Mẹ sinh con do quyền phép Đức Chúa Thánh Thần, như lời Thiên Thần truyền tin: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, vì Đức Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Nếu nhân loại cũ được sinh ra theo xác thịt, thì nhân loại mới được sinh ra không phải do ý nguyện, cũng chẳng do ước muốn nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi quyền phép của Thiên Chúa. Đức Mẹ đã quảng đại sinh ra con người biết hy sinh quên mình vì nhân loại chúng ta. Bà Eva ích kỷ tội lỗi sinh ra Cain, là người rất là ham hố vì muốn chiếm địa vị trung tâm, vì muốn hơn người khác, vì muốn Thiên Chúa để ý đến mình, nhưng lại không biết quên mình vì người khác, chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Nó đã đẩy là Abel ra vùng ngoại vi, loại trừ Abel, rồi cuối cùng giết chết người em của mình. Trái lại, Đức Mẹ quảng đại sinh ra một con người biết hy sinh quên mình. Chúa Giêsu là người anh của chúng ta, là trưởng tử của tất cả chúng ta, đã bỏ vị trí trung tâm đi ra vùng ngoài kia, đó là đến với những người nghèo khổ tội lỗi, nhằm mục đích là đưa con người trở về với Thiên Chúa. Người đã tự hiến mạng sống mình để đưa chúng ta là những đàn em trở lại vị trí trung tâm trong cung lòng của Thiên Chúa. Đức Mẹ đã mở lòng đón nhận sinh ra một thế giới trong tình huynh đệ. Bà Eva đã đóng kín vào bản thân, sinh ra những đứa con chia rẽ bất hòa. Tháp Abel khiến cộng đồng nhân loại
Đức Mẹ mở lòng đón nhận nên sinh ra Chúa Giêsu là nhân loại mới sống chan hòa trong tình huynh đệ, trong tình yêu thương, vì chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta sống dưới luật yêu thương. Các con hãy làm điều này như Thầy đã làm cho các con. Đức Mẹ vâng phục xin người con hiếu thảo, và các bà phản loạn sinh ra những đứa con bất hiếu, chối bỏ Thiên Chúa là Cha. Cha Đức Mẹ vâng phục đã sinh ra Chúa Giêsu là người con hiếu thảo, nhưng luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu quy tụ người muôn nước sống hài hòa dưới mái nhà Cha chung trên trời, và nhờ đó ta được hưởng hạnh phúc với Chúa như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Vậy anh em không còn phải là môn đệ nữa, nhưng là con, và đã là con thì cùng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Ngày đầu năm mới, chúng ta tất cả ước mong những điều mới mẻ, những gì tốt nhất đến với từng người, đến với từng gia đình, cũng như đến với giáo xứ, đến với đất nước chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng còn mong ước những điều tốt đẹp đến với những người thân quen, những người mà chúng ta yêu quý. Nhưng thế giới chỉ đổi mới khi có những con người mới. Điều quan trọng là bản thân chúng ta cần phải đổi mới. Chính vì thế, giáo hội cầu bình an và đặt năm mới trong bàn tay của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Như sư ơn Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu khởi đầu nhân loại mới, nay xin Mẹ cùng sinh lại chúng ta để chúng ta trở nên con người mới, vượt thoát những tầm thường đi tìm của đất thấp, để được sinh lại thanh thoát từ trời cao, thoát khỏi lời chúng thứ, để được sinh lại tràn đầy ân sủng do lời chúc phúc, thoát khỏi làm mùa của xác thịt nặng nề, để được sinh lại trong thần ý của tự do. Con người mới theo khuôn mẫu của Đức Giêsu Kitô sẽ biết quản là cho đi, biết ra đi đến với những con người nghèo khổ, biết ra đi đến với những con người bị hắt hủi, không ai nâng đỡ, không ai bảo trợ, gặp gỡ những anh em bị loại trừ, đưa con người trở về vị trí của trung tâm. Con người mới sẽ biết mở lòng để đón nhận mọi anh em dù có khác biệt, xây dựng thế giới thành một gia đình thân thương, biến thế giới thành một mái nhà chung sống yêu thương, bình an và hạnh phúc. Mọi người sẽ trở thành anh em cùng một Cha trên trời. Như thế, nhân loại được đặt trong bàn tay của Thiên Chúa, và thế giới được chúc phúc như lời Chúa hứa trong sách Dân Số. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó chính là nhân loại mới, đó chính là trời mới, đất mới, đó chính là niềm bình an và là sự hạnh phúc của tất cả.
trong năm mới. Amen. Mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng của đức tin. Tôi tin quyên một Thiên Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận lễ toàn thân ta, để ta cùng tôn vinh danh Chúa. Ta nguyện cho chúng ta cùng hoan lễ hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn từ nơi Chúa và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức tập toàn. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã ban màn. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong ngày lễ mừng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, của Đức Maria dân phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tôn mô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu sáng vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quần thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ quy linh Chúa, từng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thiên thần xuống bên đồng hân hoan chung tùng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành thần quyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là một ngôi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại Thiên Chúa cùng Đấng Thánh Thần Chúa thanh hoan mùa lần này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện lòng mình chịu vô hình, người cầm lấy bát ta bè cùng một thế thứ đây. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc Chúa.
Chúa cũng như đi đâu và tổ tiên cha mẹ, quý anh nhân thân nhân của giáo sư chúng con đã hướng dẫn trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy đều bảo vệ ánh sáng của cha Chúa. Chúng con là gì Chúa đứng sau tất cả chúng con, cho chúng con được tận hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, thành cả chúng xe và thành công vừa và hoàn kể cả thành đã sống đời đời Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được nghe lời bà thông minh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người thank you.
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ rửa tiền nước trời và hãnh diện vinh sinh Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thánh Tử Giêsu và là mẹ giáo hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay lễ trong cũng là ngày đầu năm mới, cũng là ngày thứ hai đầu tháng rất là đặc biệt. Chiều hôm nay giáo sư chúng ta có thánh lễ tại Đức Thánh, cầu nguyện cho ông bà và anh chị. Ông bà tổ tiên chúng ta cũng nhắc về hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta cố gắng đi tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho ông bà và cầu nguyện cho năm mới. Điều thứ hai đã là có ông Gia Minh thuộc giáo họ Mông Triều là người nghèo ở phòng trọ di dân. Giáo họ Mông Triều đã thay mặt giáo sư hưu mang trong thời gian vừa qua thì ông Gia Minh đã được qua đời sáng mai lễ tang và hỏa táng. Hiện nay đang qua tại đài Mông Triều. Xin các hội đoàn cũng như là anh chị em vì hoàn cảnh chúng ta cũng có thể đến viếng cầu nguyện cho ông Gia Minh. Ông Gia Minh đã trở lại đạo và chết rất là thánh thiện. Chúng ta cầu nguyện cho ông cũng như là cho mình và cho giáo họ Mông Triều. Thứ ba nữa là sau lễ này tôi gặp các em trong Lê Sô Marie mẹ sao sáng của cuộc mạng ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta vào quyền đường để cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Chúc phúc
Chúa ở